quý vị, liên quan vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có thông báo tạm dừng biến động tài sản của 762 công ty liên quan. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có thông báo tạm dừng biến động đối với tài sản gồm bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân, công ty liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án. Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc phong tỏa này thực hiện theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị và đề nghị cá nhân, tổ chức có liên quan tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần, phần góp vốn của các công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đáng chú ý có 762 công ty được cơ quan chức năng liệt kê, trong đó đa số là các công ty cổ phần và một số công ty trách nhiệm hữu hạn có nhiều tên công ty bằng tiếng nước ngoài xen lẫn tên công ty bằng tiếng Việt. Trong số 762 công ty bị đóng băng, tài sản được nhắc đến cũng có công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mã số thuế là 03011969596. Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư An Đông, mã số thuế là 03049389942. Công ty cổ phần bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mã số thuế là 03165613008. Trong 762 công ty liên quan, còn có Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6, công ty cổ phần, mã số thuế là 03004871377. Thưa quý vị, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 10 vào chiều 29 tháng 10, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, vụ án tại công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư An Đông, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm là một trong những vụ án khó và rất khó. Rất khó trong cả quá trình đối với lực lượng thực thi pháp luật, trong cả quá trình điều tra, trinh sát và khởi tố vụ án. Trung tướng Tô Ân Sô khẳng định, lãnh đạo đảng, nhà nước khi nghe chúng tôi báo cáo đều thống nhất đây là vụ án rất khó, nhưng khó vẫn phải làm và càng khó cần phải quyết tâm làm. Trước đó, ngày 7 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan và ba bị can đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong giai đoạn 2018-2019. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ra soát, xác định và cung cấp thông tin các quyền sử dụng đất liên quan công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nguồn gốc hoặc không có nguồn gốc nhà nước. Những thông tin mới nhất về vụ án này sẽ được Báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật tại thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.